thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mùa nước tràn đồng, mùa làm ăn, mùa đón nhận sản vật đồng nước của cư dân nơi thượng nguồn, mùa cuốn hút khách phương xa bởi vẻ đẹp của rừng tràm Trà Sư, điểm hẹn thiên nhiên mỗi mùa nước về. Ký sự truyền hình về Tịnh Biên đón nước phát sóng lúc 16 giờ thứ bảy 30 tháng 9 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và 21 giờ 45 phút chủ nhật 1 tháng 10 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.